đất. Ti chỉ à, ti là đất đúng không ạ? Thì ở đấy cục sắt đấy, cục sắt chạy dưới đất đấy mọi người. Gọi là tàu điện ngầm nhá. Chu điện. Chu điện. Hiểu, hiểu sách hẳn hảo. Đông biên. Đông biên. Ừ, gọi hướng đông phía, phía đông. Ok, xi biên. Nam biên. Nam thì nam. Bảy biên. Ơi, trời, cái đấy là nào. Bắt rồi. Mọi người xem đây, nhìn đây. Bảy biên. Ừ, bắt rồi. Rồi, hở hở, lì biên. Bên trong. Ngoài biên. Chén biên. Hậu biên. Đằng sau ạ. Chén biên. Chén. Ừ. Chén biên là gì? Ừ, đắng. Nước và cái mặt phía trước cũng được. Nếu như ví dụ như nói là cái mặt phía trước ấy thì có thể nói là chén, chén biên nhá. Hậu biên thì là mặt phía phía sau. Ok, phóng biên. Còn hảo. Trung biên. Giữa. Ở giữa, hẳn hảo. Sau biên. Sau biên hẳn hảo. Xa biên. Ok, trở biên. Bên cạnh. Trở. Trở. Đúng rồi, phía đằng này. Phía đằng này nhá. Vậy thì na biên nghĩa là phía đằng, đằng kia hẳn hảo. Chào lu. Ok, khai chưa? Xem. Chí chưa? Chí tự chính chưa? Bài chữ chí, ví dụ luyện tập đúng không? Tự chính chưa là gì ạ? Xe, xe đạp, tự là tự đúng không? Chính là tự vận hành đấy. Tự chính là tự vận hành, chưa? Cái xe đúng không? Xe mà mình tự vận hành thì mình sẽ gọi là xe. Xe đạp đúng không ạ? Vậy thì chí chúng ta sẽ dùng ở cái trường hợp là gì đấy? Chúng ta cưỡi hay là chúng ta đạp xe hoặc là lái ô tô nhá, như vậy xe nhỏ, xe hai bánh mình sẽ dùng từ chí nhá. Vậy thì chí tự chính chưa nghĩa là đạp đạp xe. Ok, hẳn hở thôi. Khan điện ảnh. À, xem phim. Thính nhạc. Nghe nhạc. Khan chú. Khan điện ảnh. Khan điện ảnh. TV. Phải thế. Ok, rồi. Chọn cơ. Ôi, đây đi chăn cơ là cậu anh cậu nhá. Cậu u. Vân sáu hẳn hảo. Yếu dụng. Cái này nhé. Yes. Yếu dụng, yếu dụng. À, vâng, 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 vâng. Vâng, 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 vâng. Hiếu, hiếu vũ hoặc là nhảy múa nhá. Ok, hóa yếu chị. Chơi yêu nghe. Ok, jin tiên. Hôm nay. Zuo tiên. Hôm qua. Ming tiên. Jin nian. Ming nian. Làm sao? Vậy thì năm ngoái mọi người đã được em phổ cập chưa nhỉ? Được cô giáo phổ cập chưa? Chu nian. Ok, trai vẫn nhớ đúng không? Ok, một từ nữa nhé. Chỉ. Chỉ. Chỉ cơ rần. Thì chỉ nghĩa gì cả đi? Mấy, ok, không tối. Yue. Có thắng. Họ. À, ừ. Đấy, anh thấy cái sự liên kết giữa những danh từ cùng chủ đề với nhau nó mang lại lợi ích cho anh không? Bây giờ đọc cho alpha b thôi, hành trình chịu chết chứ. Đúng không nào? Rồi, tốt rồi. Nén là năm nhá mọi người. Về là tháng. Khâu là ngày. Ngoài chữ khâu ra chúng ta còn từ gì nữa để chỉ ngày nào? Rửa về hẳn hảo. Xin chi. Châu. Tuần. Ok. Châu mùa. Tuần. Khoai lựa. Tuần.
vui vẻ sinh nhật OK, xinh đẹp, xinh đẹp, chân đó, 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 chân Dầu sư à, việc. Đúng rồi, việc nhá, sự việc. Rất hảo. Xiang Xiang Wo xiang ni Xiang nghĩa là nghĩa gì nhỉ? Mít sư Mít là mình biết tin nhắn đấy. Mình biết tin nhắn. Nào, xiang về nghĩa mọi người ơi. Ba nghĩa là muốn nghĩ và nhớ nhá. Ok, rồi có rồi. Dầu khô biết không anh? Ok, dầu khô anh biết không? Dầu khô không cái này không? Dầu khô mắng đúng dầu khô hả? Dầu khô lại không? Cẩn thận có giải nhá, có thời gian giải. Ok chưa? Sang sư, sang sư này mọi người có nhớ nhỉ? Sang sư ở cái từ tơ đấy, học từ tơ khi mà chỉ địa hình tập thể đấy. Của tờ sang sư. Sang sư là các trên nhá. Sang sư, các trên. Gia đình là gia đình nhá, gia đình. Nữ hài, nữ hứa. Nam hài, ai hò. Sở thích máu y máu y có đi trong ví dụ này máu y đá ai nhớ được máu y áo len áo len chi hoa nhớ không thêm gì mà biết rồi ok rồi điện sư chư điện sư chư à một cái电视 là cái máy tính sao cái đài TV xong đã sẵn dịch cái chương trình là phim hoạt hình rồi cái chương trình là phim truyền đây mình sẽ đọc nhá trung hợp phim ok hẳn hảo khủng bố phim khủng bố phim là phim kinh kinh dị động tác phim à hẳn hảo tòa xe nói cụm này đi cho long dễ dịch tòa chủ tòa xe 坐出租车，摩摩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 摩
又好吃又便宜。好吃。Bài mà đến buổi sau kia chỉ bán hai lần thôi, không bán hai lần mà thôi. This đấy. Mas. Yêu họ chứ yêu cái gì? Họ chứ là gì? Cô rẻ hơn này. Đúng rồi, đúng rồi. Của bạn chị bảo. Ừ, chúng ta đi nhé, vậy chứ bỏ đi nữa thì cái gì? Đi nhà nhà nhớ đúng không ạ? Nhìn nữa. Không, vì sư trung của rừng bảo. Thì nó sẽ thành câu. Câu hỏi chúng ta sẽ dịch là bạn là người Trung Quốc nhỉ? Ok, đánh bảo. Phải chẳng. Vô cùng hẳn hảo. Dầu miếng. Dầu miếng. Dầu là gì? Dầu thì em có lại câu anh Tùng hả? Dầu em bảo là ai đủ của em ấy. Ai đủ của em? Dầu miếng là gì? Nổi tiếng hoặc là có tiếng nhá, có tiếng Tâm ấy, có tiếng ít. Ok, hẳn hảo. Kinh chỉ lý. Kem. Tàn cầu. Tàn Tàn cầu. Tàn cầu là nhà, tàn là trứng. Cao là cái bánh là trứng. Bánh cao.
Bánh gì nhỉ? Bánh cà lốt nhỉ? Bánh gà cũng khó. Yên thuốc lá. Được mấy câu dễ đấy, chúng ta biết luôn đi. Yên thuốc lá, ok rồi. Khẩu. Mấy bác chị. Khẩu. Khẩu. Chỉ khẩu đấy. Mấy người. Đúng rồi, khẩu nghĩa gì gì đấy. Là khẩu luôn đúng không ạ? Nhân khẩu đấy ạ. Vâng, lượng từ của người nhá. Cho kiên. Cho kiên là tấm ảnh. OK, rất tốt. Luật sư, luật sư, rất tốt. Hứa, rất tốt. Ai? Nữ là ai? Rất tốt. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? 多少岁？多少岁？少。多少岁？少。多少岁？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 
Đầu tiên này chúng ta sẽ có những cái câu trần thuật dạng như là đây của hai chi như này, rồi là hôm trước chúng ta đã dịch đấy nhá, thì là Phương Anh đọc và tất cả mọi người cùng dịch. Thế nếu mà với những cái thể là câu hỏi như thế này, ví dụ câu gì đây, nǐ hě nǐ chī dào tā jiào shí me mingzi ma, nếu mà bên trả lời đi cửa hỏi thì làm sao mọi người trả lời đó, hoặc là người đối diện người bên cạnh trả lời đi, nếu mà đi cửa hỏi thì siêu đúng trả lời để chuyển câu nhá. Không cho chúng ta gì đến câu bao nhiêu rồi nhỉ, ai nhớ? Nhiều cái gần chỉ môn này ạ. Ờ, nhiều nhiều đúng không? Chưa ý cơ nhiều rồi, có chim sải. Và bây giờ chúng ta sẽ làm đến câu 29 đi. Chúng ta sẽ làm đến câu 29. Đúng rồi. Bây giờ Phan Yên đọc đi. Phan Yên đọc. Phan Yên đọc thế xong rồi là nếu như là câu hỏi thì người kế tiếp trả lời. Còn nếu không phải là câu hỏi thì tất cả mọi người cùng dịch. Được chưa? Nào, Phan Yên đọc nào. 你吃巧克力吗? Lý Cơ trả lời nào, Lý Cơ回答. 你吃巧克力吗? 巧克力. 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 Khi mà trả lời câu hỏi ấy, thì mọi người cố gắng là trả lời đầy đủ cả chủ ngữ, vị ngữ nhá. Thế nên là khi mà làm bài đáp án giải đáp câu hỏi cho cô giáo ấy, mà cô giáo nghe thấy mọi người trả lời đầy đủ câu ấy, thì mọi người sẽ đạt được điểm tối đa. Đó, tránh cái trường hợp là chúng ta chỉ trả lời là chữ hay là bú chữ, chữ hay là bú chữ. Đó, cố gắng trả lời đầy đủ câu. Ok, chi chi. Đến câu nào mọi người tự đánh dấu nhá, cố rồi. Cô nào mà cô này. 我不是巧克力，我吃鸡蛋。我不吃巧克力，粒啊，不巧克力，嗯，我吃鸡蛋。OK，OK，对的。嗯，多喝啊，巧克力，多样酒，对不对？真的，真的。你今天要吃点什么？ 嗯，吃点什么？老板，你今天要吃点什么？啊，老板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 
Tiếp theo. Đọc chưa? Đọc. Đúng rồi, em đọc đi. Tôi không đi.
Tôi không ăn được. Tôi không đã. À, tôi không ăn. Ăn cơm, ok, chi chi. Dịch đã nhá, dịch đã. Chính quay đi tiền. Chính đi, em bắt cô lên cả lớp, anh em thấy một người chỉnh được không? Mình đọc cho đủ to đấy. Chính quay đi tiền. Rồi, chính quay đi tiền. Đọc rõ thành bố cho nhớ thằng người. Hãy nó hỏi, con đi tí đi ạ. Mời nhanh lên. À, mời nhanh lên một chút đúng không ạ? Nhanh lên một chút nhé. Rồi, chị chị. Nghỉ ưa, không ưa. Nghỉ ưa gì? Nghỉ ưa. Phú ưa. À, có lẽ con, cả cô rõ ràng chị em ạ. Nghỉ ưa, phú ưa. Hãy nó hỏi. Ưa. 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 Coi chút câu dài hơn nhưng mà đầy đủ chúng cái vị cốt cho em nữa. Ờ, bố ưa. Bố khẩn. Bố khẩn ưa. À, bố khẩn ưa. Hãy hỏi. Bởi chinh khảo nhá. Khảo chứ. Bởi chinh khảo nhá. Khảo chứ mà. Khảo chứ mà. Ờ đấy, đấy cái phiên âm đấy đánh lừa mọi người đấy, mọi người đừng nghe nó. Ờ, này. Khảo chứ mà. Đây đánh dấu thôi, nhưng mà đấy nhá. Dạ vâng ạ. Ok. Ừ, bởi chinh khảo nhá. Khảo chứ mà. Nghĩa là gì cả lớp ơi? Không. Ngoài ngoài sao mày? À, very good. Very good. Bảy chim, khảo nha, khảo, khảo chứ. Đấy, nói cả câu đầy đủ thế. Bảy bảy nhá. Chư tao trai hấn khảo chứ. Ờ, ok, hấn khảo chứ. Hấn khảo chứ, cả lớp thịt đi. Chư tao trai hấn khảo chứ. Món ăn này rất ngon. Ok rồi, tiếp tục nào. Ok, chị chị. Chị chị. Alo. Chị chị. Nǐ yào hē nǎi chā ma? Wǒ xǐ huān nà hē nǎi chā. Nǐ yào hē nǎi chā ma? Nǐ yào chǎng dào yīn miǎo. Lúc này đang hỏi mình có muốn uống hay là không uống, mình chỉ có thể trả lời là nhé. Ủa yao hơ. Ủa yao hơ, hoặc là ủa xiang hơ. Bác chí. Hai yao hơ đèn. Hai yao hơ đèn sủy. Ừ, hai yao hơ đèn sủy. Đọc lại nào. Hai yao hơ đèn. Yao. Thành bố. Ha yao hua dian shui. Ừ, ok, hẳn hả? Dian shui. Em đổi, đổi anh mà anh. Biến điệu. Em nên nói là dian. Nhưng mà tê tê yang là dian shui. Dian. Nó là cái nước gì nhỉ? Nào, ha yao hua dian shui. Nghĩa là gì ạ? Một tiếng Tôi muốn uống một cốc trà sữa. À, tôi muốn uống một cốc trà, trà sữa. Chim hoa tớ xin nhờ. Bút lệnh, bút lệnh, bút lệnh. Nǐ yào hē chá hán shì yū nǎn chá. Ok. Bạn muốn uống trà hay là uống trà sữa? Nǐ yào hē nǎn chá. Cái gì? Nǎn chá. Wǒ yào hē nǎn chá. Wǒ yào hē nǎn chá. Nói lại cả câu. Một giao mưa nặng trả. Ok, hẳn hả. Chi rô nỉ phan. Hẳn nặng. Ừ. Chi rô nỉ phan. Nỉ phan hẳn. Lạ. Chi rô nỉ phan hẳn lạ. Không là mấy cái. À, rất cay. Chu rô nỉ phan hẳn. Hẳn. Hẳn.
cơ thịt lợn rất ngon, ok, rất hảo, chị xí. Tôi rất thích ăn. Nải trà thiến vũ thiến. Ok. Nải trà thiến vũ thiến. Thiến hả? Ngon. Trà sữa rất ngon. Trà sữa phần. Ok, đọc một tiếp theo đi em nào. Củ thao khẩn xoa. Nghĩa là gì hả lớp ơi? Nó rất chua, hẳn hỏ. Chưa có chinh chai dọc tiền. Dọc tiền củ. Món rau rất là đắng. Yǒu yǒu yǎng kǔ kǔ kǔ. Chúng ta chỉ quay dùng để cái nhạc nghe tiếng của mọi người đâu cả. Mọi người ơi, ta sơ y tía. To tiếng lên tím nào. Mọi người biết không có nghe gì cả. Nếu rêu, bú thai hảo chứ. Bú thai hảo chứ. Lý hứa, lý hứa. Bú thai hảo chứ. Bú thai hảo chứ. Hẳn hảo. Đi bó. Không được ngon cho lắm đúng không ạ? Chưa tao thai. Ok, rồi nhé tỷ lệ. Hai món này tổng cộng là 39 tệ. Bao nhiêu? 39. 39 tệ à? 39 đồng. 39 块. 39 块. Ok, 39 块 là 89 tệ. Ok, rất tốt. Hôm bữa đó tôi cũng hay nhận. Người Việt Nam chúng tôi rất thích uống cà phê, hả? Thế nào? Ừ.
就会让使我们的经理去啊，就会是我们的经理，经理，经理，你来几个？你来两个什么？啊，你来两个果，我们，我们都，我们都很好。我们这这有一位好医生，有一位好医生。嗯，你怎么来哈？我们这有一位好医生。主动的。这儿的呀。这儿。来。如果这儿主动，主动帮我把气。我们把气走。走了。豆浆两块钱一杯，嗯，两块钱一杯，嗯，豆浆钱，豆浆两块钱一杯，折了来，两块钱一杯。龙哥，五高牌，还得很好。今天早上我吃了玉米，吃了玉米，嗯，喝了牛奶。呀，啥呢？今天早上。我吃了玉米，喝了牛奶，不是玉米，玉米的米啊，蒙奶，喝了牛奶。今天早上的你啊，啥牛奶多加？对呀，蒙奶，胡思宝啊，胡思宝对呀，继续，别动了。玉米，红薯来烤它。西瓜，红薯，红薯。这个鸡蛋很大。对的，两个我姑娘也小米。啊，对对对，速度啊。这个鸡蛋很大。啊，很大，挺大。把鸡蛋给我扔，扔到那个手上啊。我要你。哥，两个，两个，包子，啊，包子，包子，包子，一个鸡蛋，很好。对，对，滚，还两个包子，还给买包一个鸡蛋，鸡蛋，很好。晚上我想吃红薯。嗯，红香鸡米饭。嗯，吃，好，美国人就喜欢。晚餐我想吃红薯，很好。吃红香吃米饭。来，晚饭。早餐。晚上都要他都轮安安，快点，说轮安的哥哥跟。请把我打了。妈，麻婆豆腐。豆腐。豆腐。太辣了。啊，太辣了。太辣了。嗯，给他几下。